Swire Pacific, chủ mới Coca-Cola Việt Nam vào cuộc chơi bất động sản ít biết. Nhưng Vietnam đã đưa tin, Swire Coca-Cola Limited, công ty con của Swire Pacific Limited, vừa đạt được thỏa thuận mua lại các công ty con của Coca-Cola ở Việt Nam và Campuchia. Thương vụ có giá trị lên tới 1,015 tỷ đô la Mỹ. Khoản đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp Swire Pacific vươn lên vị thế hàng đầu ở Đông Nam Á, một trong những thị trường đồ uống phát triển nhanh nhất thế giới. Swire Pacific là thành viên của Swire Group, một trong những đối tác lớn của Coca-Cola từ những năm 1960. Bên cạnh lĩnh vực đồ uống, nên biết, Swire Group còn là tay chơi đáng nể trong lĩnh vực bất động sản. Thông qua Swire Properties, tập đoàn này đã và đang phát triển loạt dự án ở Bắc Kinh, Thượng Hải Trung Quốc, Miami Mỹ. Ít ai để ý, Swire Properties cũng đã vươn tầm hoạt động tới Việt Nam với các khoản đầu tư vào các dự án phân khúc cao cấp có tên thương mại là The River và Empire City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào tháng 9 năm 2020, Swire Properties đã đạt thỏa thuận với City Garden GSC để hợp tác phát triển dự án The River gồm 525 căn hộ hạng sang. Tính đến cuối năm ngoái, tay chơi đang niêm yết trên sàn Hồng Kông cho biết đang nắm giữ 20% tỷ lệ lợi ích ở dự án này. City Garden GSC là tên viết tắt của công ty cổ phần City Garden. Như Vietnam từng đề cập, công ty này từng có tên khá thần Việt là công ty trách nhiệm hữu hạn căn hộ Vườn Phố Việt Nam. Tính đến tháng 10 năm 2015, City Garden có quy mô vốn điều lệ 347,5 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 trách nhiệm hữu hạn một thành viên, sở hữu 24,73% vốn điều lệ, Công ty cổ phần Uy Nam Bình Thạnh nắm giữ 47,83% vốn điều lệ, Công ty cổ phần Sakaza Asia Pacific Forex Holding and Investment JSTT 27,44% vốn điều lệ. Tới tháng 7 năm 2018, City Garden có vốn điều lệ 347,6 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty cổ phần phát triển và tài trợ địa ốc RC 22,23% vốn điều lệ, Công ty cổ phần Uy Nam Bình Thạnh 77,74% vốn điều lệ và ông Trần Quyết Thắng 0,03% vốn điều lệ. Cập nhật tới tháng 5 năm 2021, City Garden đã tăng vốn điều lệ lên mức 677,8 tỷ đồng do ông William Thao Baker làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đối với Empire City, Swire Properties cho biết đã đầu tư vào dự án này từ tháng 3 năm 2021 và có 15,73% tỷ lệ lợi ích tại dự án này thông qua một thỏa thuận với Go Capital Partner. Theo tìm hiểu của Vietnam, Empire City là tên thương mại của dự án khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm tọa lạc tại khu chức năng số 2, khu 2B, nằm ở phía nam khu lõi trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh thành phố Đề Vương làm chủ đầu tư. Tính đến tháng 7 năm 2018, Empire City LLC có quy mô vốn điều lệ 5.422,4 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Trần Thái 15% vốn điều lệ, Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước 15% vốn điều lệ, Denver Power Ltd 30% vốn điều lệ và Corendon Ltd 40% vốn điều lệ. Denver Power Ltd được biết đến là thành viên của Go Capital Partner. Trong khi đó, Corendon Ltd đặt trụ sở tại tòa nhà Keppel Bay Tower do Keppel Land sở hữu 100% vốn điều lệ. Go Capital Partner, nên biết, là đối tác nhận chuyển nhượng dự án CD Plaza One từ Swire Pacific và Swire Properties hồi tháng 12 năm 2020. Thương vụ được công bố có giá trị lên tới 9,85 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương 1,27 tỷ đô la Mỹ.